Thưa quý vị, trở lại với phần tin 24 giờ là các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống. Nắng nóng gay gắt vào lễ độc lập ảnh hưởng 60 triệu người Hoa Kỳ. Cơn nắng nóng gay gắt đang trùm phủ khắp vùng đông bắc của Hoa Kỳ khiến cho có người chết tại tiểu bang Pennsylvania và giới hữu trách đang điều tra về hai cái chết có thể cũng do thời tiết quá nóng gây ra ở Missouri. Theo hãng thông tấn UPI, giới hữu trách vào hôm thứ Ba ngày 3 tháng 7 đang cảnh cáo dân chúng không thể coi thường tình trạng nắng nóng. Nhiều phần sẽ ảnh hưởng đến 60 triệu người dân Hoa Kỳ từ nay cho đến qua ngày lễ độc lập. Nhiệt độ ở thành phố New York có thể lên đến 90 độ F hoặc hơn trong liền một tuần lễ. Đây là điều mà cơ quan khí tượng quốc gia nói rằng chỉ thấy diễn ra khoảng 33 năm một lần. Nắng nóng có thể làm chết người trong thời gian này, nhất là đối với giới cao niên, trẻ sơ sinh hay những người có bệnh tâm thần. Theo cảnh báo từ văn phòng thời tiết quốc gia ở New York cho biết, nhiệt độ ở thành phố New York, Washington DC, Philadelphia, Hartford ở Connecticut và Albany ở New York đều cao hơn mức bình thường đến 20 độ trong thời gian có cơn nắng nóng, dự trù sẽ kéo dài cho hết ngày thứ Năm. Bản báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện mâu thuẫn với báo cáo của Hạ viện. Thưa quý vị, được công bố vào hôm thứ Ba, báo cáo của Ủy ban Thượng viện đã bất đồng thẳng thắn với Ủy ban đồng nhiệm tại Hạ viện và Tổng thống Donald Trump. Người lâu nay vẫn bác bỏ khẳng định rằng Moscow ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông. Ủy ban đã bỏ ra 16 tháng thẩm định, xem xét các nguồn tin, tài liệu, các phân tích được làm nền móng cho đánh giá của cộng đồng tình báo. Và họ thấy rằng không có lý do gì để tranh chấp với kết luận của họ. Chủ tịch Richard Wurlach ở Đảng Cộng Hòa ghi trong thông báo rằng đánh giá cộng đồng tình báo hay còn được gọi là ICA nghe ra là kết quả công tác tình báo, theo Ủy ban Tình báo Thượng viện. Và ICA không chỉ dựa vào những lời nhận xét hay tuyên bố công khai của lãnh đạo Nga và các tường trình của truyền thông chính phủ, nhưng cũng dựa vào một báo cáo tình báo hậu thuẫn đánh giá rằng ông Putin và chính phủ của Nga đã dành ưu ái rõ ràng cho ông Trump. Các nhà điều tra thượng viện cũng phản đối ý kiến cho rằng ICA bị thiên kiến chính trị ảnh hưởng như một số người ủng hộ ông Trump đã cáo buộc. Ủy ban cho hay họ xem xét hàng ngàn trang tài liệu và thẩm vấn tất cả các viên chức có liên quan đến đánh giá ICA, từ lãnh đạo, giám đốc cơ quan cho đến các nhà phân tích, và liên tục nghe rằng bản phân tích không bị áp lực động cơ chính trị. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đe dọa có những hành động chống lại Tổ chức Thương mại Thế giới sau khi có những tin tức truyền thông cho biết Tổng thống Trump muốn rút khỏi cơ quan quy định luật lệ cho thương mại toàn cầu này. Phát biểu với báo giới bên cạnh Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump nêu rõ WTO đối xử với Hoa Kỳ rất tệ và hy vọng họ thay đổi cách thức. Họ đã đối xử với Hoa Kỳ suốt nhiều năm rất tệ và đó là lý do tại sao mà Hoa Kỳ ở trong tình thế bất lợi trước WTO. Và hiện nay Hoa Kỳ chưa lên kế hoạch, nhưng nếu WTO không đối xử đúng đắn thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ làm gì đó. Tổng thống Hoa Kỳ thường phàn nàn rằng Washington bị đối xử bất công trong thương mại toàn cầu và cực lực chỉ trích WTO đã để xảy ra việc này. Vào cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết việc Hoa Kỳ thảo luận bất kỳ quyết định nào về việc rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới cũng sẽ là vội vàng. Cũng trong buổi họp báo, Tổng thống Trump cho hay ông đã nói chuyện với Tổng thống tân cử của Mexico Andrés Manuel López Obrador về an ninh biên giới và tin rằng tân Tổng thống Mexico sẽ giúp Hoa Kỳ với vấn đề biên giới. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 7, trong cuộc gặp phái đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ đang ở thăm Nga, Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov đã cho rằng việc nối lại đối thoại liên nghị viện giữa Nga và Hoa Kỳ là rất kịp thời trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump tại Phần Lan vào giữa tháng này. Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga đã bày tỏ hy vọng chuyến thăm Nga của phái đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ sẽ tượng trưng cho việc khôi phục quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước. Quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã giảm sút xuống mức thấp nhất trong những thập niên qua, trong bối cảnh Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow lên có liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016, cũng như hành động của Nga tại Ukraine. Và cùng ngày phát biểu với báo giới, phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump có thể sẽ gặp riêng nhau trong hội nghị thượng đỉnh của Nga và Hoa Kỳ vào tháng 7 tới đây tại thủ đô Helsinki của Phần Lan.
Ông Dmitry Peskov khẳng định rằng nếu hai bên đồng ý thì ông Putin và ông Trump có thể sẽ gặp riêng mà không có cố vấn của họ trước khi bắt đầu hội nghị chính thức vào ngày 16 tháng 7 tới. Ông đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong mọi hình thức họp để tạo được sự thoải mái cho đối tác của ông, và Điện Kremlin không loại trừ một cuộc hội nghị như thế. Thưa quý vị, siêu thị Bỉ tự trồng rau hữu cơ trên sân thượng. Cư dân Brussels của khu phố Excel sẽ có rau xanh và thức ăn sạch bằng cách mua sắm tại siêu thị địa phương. Bởi siêu thị Bundel Delhaize đã bắt đầu bán sản phẩm được trồng trên chính mái nhà của họ mà không sử dụng thuốc trừ sâu hoặc chất bảo quản. Mô hình được gọi là nông trại đô thị với khu vườn trên mái nhà là những vườn rau lộ thiên và được lắp nhà kính trong những tháng lạnh hơn. Các món salad đầu tiên được đặt trên các kệ hàng của cửa hàng vào tháng 10 năm ngoái, nhưng luôn nhanh chóng được khách hàng thu mua sạch. Một nhân viên Delhaize, Maria Davos, cho biết mục tiêu của nông trại đô thị là tạo ra chuỗi cung ứng ngắn nhất có thể và sử dụng năng lượng bền vững với nước đã được lọc và hệ thống làm mát từ năng lượng mặt trời. Được biết, năm nay khu vườn đã sản xuất cà chua, rau diếp, rau tây và nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, một người phụ nữ đã thắng giải Z-Burger sau khi ăn 27 chiếc. Bà Molly Schuller, 38 tuổi, đang được xếp hạng là người có sức ăn khỏe nhất trên trái đất. Vào ngày thứ ba vừa qua, để bắt đầu cho ngày nghỉ lễ độc lập, một lần nữa bà Molly đã tham dự và thắng giải vô địch thi ăn burger lần thứ 9 được tổ chức ở Hoa Thịnh Đốn. Tuy ốm người, bà Molly đã ăn được 27 chiếc burger trong vòng 10 phút. Như vậy, bà Molly từ Plumas Lake, California đã thắng 4 năm liên tiếp. Cuộc thi ăn burger này được tổ chức để cạnh tranh với cuộc thi ăn hot dog lâu đời hơn diễn ra mỗi năm tại New York vào ngày lễ độc lập. Được biết, bà Schuller đã có 4 con sống tại Plumas Lake, California. Bà có thân hình khá mảnh mai nhưng lại có thể đánh bại nhiều đối thủ nam giới nặng ký. Giải nhì là 850 Mỹ Kim thuộc về ông Dan Keller Kennedy từ Pennsylvania. Có 14 người dự thi từ khắp đất nước đã tề tự về thủ đô để tranh giành giải thưởng trị giá là 1.500 Mỹ Kim kéo dài trong vòng 10 phút. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Tiền Hạnh và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí.